Ok nhá, bây giờ để đầu tiên để update Magic V24.3 này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải vào đợi mình chút. Ok, đầu tiên để hôm nay mình sẽ bắt update Magic V24.3 nhá và cài đặt. Ok, đầu tiên các bạn sẽ vào trình duyệt và các bạn sẽ vào cái video của mình nhá. Đây video mình đây. Bạn sẽ làm được cái bước mà mình bảo khởi động lại các bạn. Lúc mà mình bảo các bạn khởi động lại là xong ấy, đấy. Ok, các bạn sẽ làm bước đấy và xong đó bạn sẽ qua video và các bạn sẽ làm lại nhá. Ok, các bạn là lần đầu ấy, các bạn nào làm xong rồi các bạn không cần, các bạn sẽ làm theo nhá. Ok. Các bạn đợi chút. Bởi vì rồi bây giờ mình đang ghi âm lại các bạn, bởi vì lúc đấy tiếng mình nó bị hỏng, lúc đấy tiếng mình nó bị ù các bạn ơi. Ok nhé. Ok, bây giờ bạn sẽ vào ứng dụng là Root Explorer vào Magic này, bạn sẽ khởi động Khởi lại động lại máy. máy để cho nó tắt, bạn sẽ khởi động lại máy nha, để cho nó tắt, để cho nó thành khoảng xong. Các bạn vào Magic, nó ghi là đã được cài đặt là N gạch ngang A như này là được nha. Bây giờ bạn sẽ vào ứng dụng Remote ADB Shell. Ứng dụng này nó sẽ được cài đặt sẵn khi mà mình các bạn chạy cái file OEM trong cái video này của mình nha. Bây giờ bạn sẽ vào Remote ADB Shell này, các bạn ấn connect này. Ok, bây giờ bạn sẽ vào trong trình duyệt, các bạn mở cái link link này nhé. Cái link có chứa những dòng lệnh này nhé, mình sẽ để ở dưới mô tả các bạn nhé. Ok, và các bạn sẽ tải thêm cái file, bạn đợi một chút. Bạn đợi một chút nha. Bạn sẽ tải cho mình cái file magic start.sh về và magic v24.3. Hai cái file mình vừa nói ở đây. Đây hai cái file mình sẽ để dưới mô tả nhá. Và các bạn sẽ copy nó ra bộ nhớ máy. Và các bạn sẽ copy ra bộ nhớ máy mà có những cái thư mục download này này, các bạn không copy vào thư mục nào, các bạn sẽ cắt dán vào đây. Như thế thôi. Ok, xong. Ok, các bạn sẽ dán như thế nhá. Cái phần cái link thì Launch UI Launcher và cái link của cái hai cái file này mình sẽ để dưới mô tả, các bạn tải về, các bạn sẽ copy vào bộ nhớ máy nhá. Ok, sau khi copy xong các bạn mới làm cái bước ở đây nhá. Các bạn sẽ copy cái dòng lệnh này. Đây các bạn ấn giữ vào, các bạn ấn copy nhá, các bạn ấn copy hết này. Bạn copy hết những cái dòng lệnh nhá. Bạn sẽ copy hết như này. Và bạn ấn sao chép này. Rồi bạn sẽ vào trong Remote ADB Shell. Bạn ấn dán vào nhá, bạn ấn chữ lung tung à. Đấy, các bạn sẽ xong các bạn bấm hai lần vào đây. Còn chọn hết các bạn ấn dán nha, như này. Ok, xong các bạn sẽ ấn cái nút run này, hoặc là cái nút thành cái nút hoàn thành ở đấy. Ok, các bạn chờ nhá. Bây giờ bạn tắt tất cả ứng dụng đi. Bạn đợi nhá, các bạn đợi nó xem đã chạy tay một nút đó. Nó tắt hết tất cả ứng dụng cho mình nhá, không là nó sẽ lỗi ấy. Đấy, các bạn cứ chờ đi, tắt xong rồi các bạn. Nó sẽ tự động làm cho các bạn thôi. Đấy các bạn, đấy các bạn. Ok, các bạn cứ dán cái lệnh vào là nó sẽ được rồi. Đấy, bây giờ bạn sẽ để ý dòng lệnh trên này, nó bạn thấy nó giống như này là được nhé. CP cái gì gì các bạn thấy nó giống như này là được. Các bạn sẽ ấn vào exit này. Exit, ok. Nó báo connection close này là được. Các bạn sẽ thoát ra và bạn vào trong Magic nhé. Ok, nó sẽ hiện là 24.3, các bạn sẽ cài đặt cập nhật đây nhé. Bạn cập nhật cái app này cho mình này. Đây, đúng là 24.3 rồi. Các bạn sẽ cập nhật cài đặt Magic nhé. Ok, xong bạn mở lên. Ok, thế là xong. Chúng ta đã có V24.3. Còn để chúng ta chạy xong rồi, bây giờ các bạn sẽ chạy một cái dòng lệnh như ban đầu các bạn. Bây giờ bạn sẽ chạy theo cái dòng lệnh mà khi sau khi tem root xong như thế, các bạn sẽ có thể chạy theo cái dòng lệnh mà khi bạn dòng lệnh bình thường nhá. Lên V24.3. Các bạn có thể sử dụng lệnh tem root bình thường. Nếu bạn có thể sử dụng tem lệnh tem root này, các bạn đợi một chút để mình mở cái ok. Thế bạn sẽ sử dụng cái lệnh tem root này để bạn tem root nhé, xong mỗi khi khởi động lại nhá. Cái lệnh này mình sẽ để dưới mô tả. Nói chung là cái lệnh mình sẽ để dưới mô tả hết nhá. Cái lệnh bạn sẽ copy, bạn sẽ dán vào đấy như thế, bạn ấn chạy là được. Thế thôi, ok. Bây giờ chúng ta đã lên Magic V24.3 rồi nhá. Đây, ok. Còn để ẩn rút các bạn tự ẩn nhé, mình không chỉ. Ok, bây giờ bạn sẽ tìm cái file, ok. Bạn ấn Confirm này. Confirm, ok. Bây giờ bạn sẽ ấn vào One UI Launcher. Đây các bạn sẽ tải file One UI Launcher. Mặc định mà khi tải bạn sẽ có cái file, các bạn đợi một chút. Bạn đợi một chút nha. Ok, bình thường bạn tải sẽ có cái file, các bạn đợi một chút. Ok đây. Bình thường bạn tải sẽ có file One UI Launcher này nhá. Các bạn sẽ bấm vào giải nén ra cho mình này. Đấy, bây giờ bạn sẽ ấn giải nén này, các bạn sẽ ấn này, ấn 3 này, ấn cả 3 nhá. Bạn sẽ giải nén ra này. Bạn go to, các bạn sẽ có 3 file này. etc này,
config này. Thường các bạn sẽ copy 1, 2, 3 như này nhá, các bạn sẽ ấn sao chép này. Các bạn sẽ giữ giữ tay vào nhá, giữ vào etc này. Ấn go to extract, các bạn ấn giữ etc, các bạn ấn thêm một ô etc vào, giữ overlay này, các bạn ấn preview app này. Ok, ba cái này nhá, các bạn sẽ ấn vào đây nhá. Bây giờ các bạn sẽ vuốt sang cái tab tab root này, tab root bên phải này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vào phần mục OEM này, à tụ OEM này. Các bạn sẽ ấn vào cái mouse nhá. Ấn cái mouse nhá. Bây giờ bạn sẽ ấn vào, bạn sẽ ấn vào đây nhá. Ok, các bạn sẽ ấn vào do this này, do this for an item này. Các bạn sẽ ấn merge này, merge này. Ok. Ok, bây giờ đến bước này các bạn ấn bấm, bấm giữ vào đây này. Cái etc với giữ vào cái preview app này. Với cái overlay, các bạn giữ ba cái này. Các bạn ấn ba chấm này, các bạn ấn ba chấm ở góc này. Các bạn chọn là permission này. Các bạn ấn bỏ tích hai cái này đi cho mình này. 1 2 như này. Bạn sẽ bấm ba cái này ở bên cạnh nha, 1 2 3. Bạn bấm vào đây nữa. Ok, các bạn ấn ok này. Bạn chờ nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Preview App, chúng ta sẽ xóa cái bạn sẽ vào thư mục Preview App. Các bạn sẽ để ý cái com.nested launcher, các bạn sẽ xóa đi cho mình này. Ok, các bạn ấn delete này. Các bạn ấn yes. Ok. Bây giờ bạn sẽ khởi động lại máy nhá. Các bạn sẽ khởi động lại máy nhá. Ok, sau đó mình sẽ quay trở lại. Ok nhé, sau khi khởi động lại các bạn sẽ vào cài đặt này. Các bạn sẽ vào ứng dụng và thông báo này. Các bạn ấn vào ứng dụng mặc định này. Các bạn sẽ ấn vào ứng dụng trên màn hình chính. Các bạn chọn là trang chủ One UI. Ok, và nó sẽ ra cái giao diện của One UI như này. Đây, One UI, các bạn sẽ vào cài đặt nhé. Các bạn sẽ vào hệ thống này, các bạn vào cử chỉ này. Fix lỗi launcher này mình đã thử có thể fix lỗi rồi nhé. Các bạn ấn di chuyển hệ thống này, các bạn sẽ ấn vào di chuyển vào cử chỉ nhé. Ok, bây giờ đã có giao diện của One UI rồi. À, không ra có cái launcher của One UI. Bây giờ mình sẽ thử chuyển sang chế độ tối và chuyển đến chế độ sáng thì nó bị lỗi không nhé. Bởi vì bình thường pixel launcher nó sẽ bị lỗi luôn. Ok, vẫn hoạt động bình thường. Ở đây khi các bạn vuốt lên nó sẽ không rung nên đâm ra hơi khó chịu tí các bạn ạ. Vuốt lên nó sẽ không rung. Bây giờ mình sẽ để lại chế độ tối nhé. Bây giờ mình vuốt lên này vẫn được này. Vẫn được các bạn nhé, vẫn được. Ok, vẫn được. Cũng ổn phết các bạn. Nhưng mà cái giao diện này các bạn phải thích nghi dần nhé. Đây One UI nhé, đây One UI này, đúng là One UI rồi, trang chủ One UI đây, đúng là One UI rồi, và nó có ẩn ứng dụng nhá. Thì tự như là thích thì các bạn ẩn game cũng được, mình việc chẳng hạn như mình ẩn Genshin á. Thôi các bạn mình đùa tí thôi. Bây giờ các bạn sẽ chạy tab root nhá, tab root thì bạn sẽ chạy vào cái dòng lệnh ở trên Google, cái dòng lệnh này mình sẽ, cái link này mình sẽ để dưới mô tả nhá, cái link và tem root này với lại cái dòng lệnh để cái lệnh để update lên Magic V24 và cái file Magic V24 mình sẽ để dưới mô tả, các bạn chỉ phải tải về các bạn sử dụng thôi. Các bạn sẽ sao chép này, các bạn sẽ giữ bạn kéo hết như này, xuống S dòng S2 các bạn ấn sao chép này. Các bạn sẽ vào ứng dụng Remote ADB Shell đây như này. Các bạn sẽ ấn mở lên, các bạn ấn Connect này. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm một cái chữ bất kỳ, các bạn ấn ví dụ như là cái, các bạn ấn một chữ bất kỳ. Ok, các bạn sẽ bấm mà hai lần một cái chữ đấy. Các bạn sẽ bấm chữ dán nhé. Ok, bây giờ bạn sẽ bấm Enter rồi. Cái nút này bạn để chạy nhé. Bây giờ bạn sẽ tắt tất cả ứng dụng đi. Bạn sẽ bấm, bạn để ý cái chấm này cho mình này. Ok, đấy bạn tắt tất cả ứng dụng, tắt wifi, tắt dữ liệu di động xong rồi bạn mới chạy nhé. Thì nó mới thành công, nó mới cao. Đấy ok, inject này, các bạn đợi nhé. Ok, nó ghi là connect cloud hoặc là terminal này là được nhé. Các bạn ấn ok. Bạn sẽ vào magic này. Đấy ok. Đấy ok, các bạn đã có V24.3 rồi nhá. Bạn đã có V24.3 rồi nhá. Đây bạn có thể ẩn ứng dụng ngân hàng tùy thích, các bạn muốn ẩn như nào các bạn ẩn là được. Tuy miễn là các bạn biết làm. Thế thôi. Mình không chỉ ở đây bởi vì nó khá là ảnh hưởng đến kênh của mình. Ok. Mình đã unlock đã được. Rồi ok. Mày không unlock vẫn có thể làm được nhá. Ở đây mình làm cho vui thôi. Để cho những mày không unlock được cũng có thể làm được. Ok. Cảm ơn đã xem video nhá. Mình hôm nay mình đang bắt cách nha, chuyển cả launcher sang sang One UI để không bị lỗi, và launcher sang One UI và đổi đổi cái đổi Magic sang update lên phiên bản 24.3. Ok, cảm ơn đã xem video nhé.